Quang Hải trả giá đắt vì cãi lời huấn luyện viên Park, dấu chấm hết cho ngôi sao số 1 đội tuyển Việt Nam tại Pro FC. Quang Hải không có nổi một lần chạm chân vào bóng trong lần đầu trở lại League ở trận đấu Pro FC với ANC. Theo giới chuyên môn, ngôi sao số 1 của bóng đá Việt Nam đang phải trả giá đắt vì không nghe theo lời khuyên của huấn luyện viên Park Hang-seo trước khi ra nước ngoài thi đấu. Phút 90+2, trận đấu giữa Pro FC và ANC, Quang Hải mới được huấn luyện viên Didier Thollet tung vào sân khi thời gian chỉ còn được tính bằng giây. Ngôi sao số 1 đội tuyển Việt Nam thậm chí không có nổi một lần chạm bóng trước khi trọng tài nổi hồi còi mãn cuộc. Đây cũng là lần đầu tiên trà cơn của huấn luyện viên Park Hang-seo được Pro FC sử dụng kể từ sau AFF Cup 2022. Trước đó, giới chuyên môn đã từng cảnh báo việc để Quang Hải về dự AFF Cup 2022 là một con dao hai lưỡi. Nếu tỏa sáng, kèo trái sinh năm 1997 có thể tìm lại sự tự tin nhưng sẽ bỏ lỡ hơn một tháng tập luyện cùng Pro FC. Nếu tiếp tục mờ nhạt, đây gần như sẽ là dấu chấm hết cho tham vọng chinh phục trời Âu của số 19 đội tuyển Việt Nam. Mọi chuyện sau đó khá sát với dự đoán, Quang Hải không để lại dấu ấn đáng kể nào cùng đội tuyển Việt Nam và lần đầu tiên vắng mặt trong danh sách rút gọn quả bóng vàng Việt Nam 5 năm gần nhất. Theo nhận định từ giới chuyên môn, cách Quang Hải đang được sử dụng cho thấy tiền vệ 25 tuổi gần như không hề quan trọng với Pro FC. Trà cưng của huấn luyện viên Park Hang-seo chỉ được vào sân ở những phút cuối và có quá ít thời gian để phô diễn tài năng. Nói cách khác, huấn luyện viên Pro FC không hề coi Quang Hải là một quân bài chiến thuật trên ghế dự bị. Ngôi sao đắt giá nhất lịch sử bóng đá Việt Nam giống như một giải pháp cầu giờ để dự tỷ số, hay tệ hơn là chỉ được tung vào sân khi Pro FC không còn sự lựa chọn nào khác nhưng muốn tìm kiếm bàn thắng. Còn nhớ thời điểm Quang Hải công khai ý định xuất ngoại sau khi từ chối gia hạn với Hà Nội FC, huấn luyện viên Park Hang-seo khi đó đã cố gắng khuyên cậu học trò cưng nên bắt đầu với câu lạc bộ ở châu Á như Nhật Bản hoặc Hàn Quốc để vừa sức hơn. Tuy nhiên, người đại diện của Quang Hải chỉ tập trung làm việc với những nhà tuyển dụng đến từ châu Âu. Đây cũng là mong muốn xuất phát từ bản thân tiền vệ sinh năm 1997, dù đã có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng và có cho mình một bến đỗ không quá cạnh tranh. Tuy nhiên, những gì Quang Hải đã thể hiện suốt thời gian chỉ có thể gói gọn trong hai chữ thất vọng. 11 lần ra sân ở trong màu áo Pro FC, ghi được một bàn thắng không kiến tạo, trung bình thi đấu 23 phút một trận. Đây khó có thể xem là thống kê thuyết phục của cầu thủ xuất sắc nhất bóng đá Việt Nam. Không phải quá sớm để khẳng định Quang Hải đã sai lầm khi không nghe theo lời khuyên của huấn luyện viên Park Hang-seo. Đang có những tin đồn cho rằng Pro FC muốn thanh lý Quang Hải ngay ở kỳ chuyển nhượng tiếp theo để cân đối quỹ lương. Rất có thể kèo trái 25 tuổi sẽ đi vào vết xe đổ của nhiều ngôi sao đội tuyển Việt Nam khác như Công Phượng, Văn Hậu, Tuấn Anh, v.v. phải trở về V-League thi đấu chỉ sau một mùa giải xuất ngoại để cứu vãn sự nghiệp.